Thì audio kính chào quý vị anh chị em yêu âm thanh mỹ bãi trên toàn quốc. Một video đầu xuân, thì audio gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị anh chị em yêu âm thanh trên toàn quốc một năm mới an khang, thịnh vượng, phát tài, phát lộc, thành công, đại thành công trên mọi lĩnh vực trong năm 2024. Và ở video ngày hôm nay, ở bên tỷ audio tiếp tục cập bến thêm những các mã đòi mà Tiêu Đô sẽ lên video để quý vị anh chị em chúng ta cùng xem và tham khảo để có nhu cầu sở hữu chúng ta tiện giao dịch bên trung tâm của Tiêu Đô. Số lượng hiện tại bên Tiêu Đô đang sở hữu đó là 3 cặp SRX 712M. Một trong những dòng loa được thiết kế một củ bát neo và một chép neo. Củ bát côn 76, chép neo côn 76. Một trong những mã đời được thiết kế rất nhỏ gọn, khiêm tốn về thân thùng. Nhưng với chất âm của dòng sản phẩm thì rất hay. Để phục vụ cho những các bác có những căn phòng khiêm tốn, những căn phòng nhỏ, chúng ta không thể kê được những cặp loa to thì chúng ta sẽ dùng những cặp đó là STX 71 2M. Vì được thiết kế rất nhỏ gọn nên chúng ta có thể chơi những căn phòng nhỏ và chúng ta thêm một quả sub bass 50 thì chắc chắn một bộ âm thanh của chúng ta sẽ rất là hay. Và đó cũng là một trong những mã đời, những dòng loa cao cấp. Tuy nhỏ nhưng ở cái chất âm đưa ra cho chúng ta cái giải bass, giải chép, cái giải lời rất là hay, rất là chi tiết. Những dòng này được trang bị cho chúng ta với một thân thùng cũng được sơn cát. Số lượng hiện tại bên tỷ audio cập bến thêm và những số lượng hiện đang có ở tỷ audio từ trước. Hiện nay tỷ audio đang sở hữu đó là 3 cặp. Và những cặp loa như thế này, tình trạng về độ đẹp, xuất sắc và zin nguyên bản 100%. Giá của dòng sản phẩm này hiện tại, với những cặp loa này, giá đầu xuân bên trung tâm của Tiếu Đô đang bán giá là trên 34 triệu cho một cặp. Để quý vị anh chị em chúng ta có thể cân nhắc mức tài chính và xem về độ đẹp, chúng ta có nhu cầu để sở hữu những cặp SRX 712M thì chúng ta tiện giao dịch bên Tiếu Đô. Hoặc những quý vị anh chị nào chúng ta có những căn phòng lớn hơn, chúng ta cần một những trong những cặp loa lớn hơn, nhìn gấu hơn thì chúng ta có thể dùng lên những cặp bass 40, ví dụ như 715. Hoặc lớn hơn nữa chúng ta có thể chơi 725. Hoặc nhiều những các cái mã đời khác mà bên tỷ audio đang sở hữu rất là nhiều những mã đời khác nhau. Tuy nhiên ở video ngày hôm nay thì tỷ audio muốn nói đến và quay chi tiết hơn đó là về những cái cặp loa 712. Tình trạng của dòng sản phẩm như thế này, đó là một trong những cặp loa bãi với tình trạng rất đẹp từ bên ngoài thân thùng cho đến bên trong về nội thất. Vì tất cả những mã đời về với tỷ Audio đều được kiểm tra chi tiết từ bên trong đến bên ngoài để đảm bảo 100% về những cái tiếng nói của tỷ Audio về độ zin, về độ đẹp. Chúng ta có thể thấy rằng được thiết kế với cái thân thùng rất nhỏ gọn, chỉ tầm chưa đến 40 phân chiều ngang và chiều sâu nó chỉ hơn 20 phân. Tuy nhỏ nhưng mà một trong những dòng này, nó là một trong những các cái dòng cao cấp, dòng loa cao cấp quý vị anh chị em nhé. Đấy. Nên giá thành của dòng sản phẩm này nó cũng không hề rẻ. Có những thời điểm nó có thể lên tới 40 mấy triệu. Nhưng với những cặp này, những bác nào chốt đầu xuân giá sẽ là trên 34 triệu. Còn chính xác thì các bác hãy điện thoại cho tỷ Audio theo số điện thoại đã ghi trên tấm biển đây. Đấy. Tất cả những các cái thiết bị loa hoặc là đẩy hoặc là mixer hoặc là micro đồ xịn bên tỷ Audio tuyển chọn về để phục vụ cho các bác. Chúng ta cũng có thể kết nối Zalo bằng số điện thoại tỷ Audio vừa quay để chúng ta có thể xem thêm chi tiết về những hình ảnh.
Những cặp SRX712 này nó cũng có những mã thì được sản xuất tại Mexico và có những mã thì được sản xuất tại USA, tức là có những mã được sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên trong ba cặp này thì chúng ta thích được sản xuất tại Mỹ thì Eldo cũng có mã sản xuất tại Mỹ, và muốn mua những mã sản xuất tại Mexico thì Eldo cũng có những mã để sản xuất tại Mexico. Hoặc quý vị anh chị chúng ta chơi những mã cao cấp hơn SRX715 thì chúng ta có thể lên với những cái cấu hình đó là STX812. Đây là STX812 thì Eldo cũng có một cặp đẹp xuất sắc. Thì giá thành của STX812 chắc chắn là sẽ cao hơn STX712. Những dòng sản phẩm này tuy nhỏ nhưng được trang bị cho chúng ta tới hai bộ phân tần ở bên trong, đó là một bộ để đánh chép và một bộ để đánh tiếng bát các bác nhé. Đấy, một bộ đánh chép và một bộ để đánh tiếng bát. Tình trạng độ đẹp thì chúng ta thấy rằng một trong những các cái cặp thùng mà được sơn cát như này và tình trạng được đẹp như thế này thì chắc chắn nó là rất đẹp rồi. Đấy. Còn nếu như những quý vị anh chị em nào mà chúng ta thích nó phải đẹp hơn nữa thì chúng ta phải mua những cái cặp nó gọi là đập hộp được sản xuất tại Mexico. Tuy nhiên nếu như chúng ta chơi những cặp đập hộp thì chúng ta phải tốn thêm vào một cái mức chi phí nó sẽ cao hơn như thế này rất là nhiều. Nhưng những cái cặp bãi như này mà nó zin, nó xịn, nguyên bản 100% thì chắc chắn chúng ta vẫn được trải nghiệm những cái chất âm của nó cũng chi tiết gần như những cái cặp đập hộp các bác nhé. Đấy. Nhưng cái giảm chi phí thì chắc chắn là chúng ta sẽ giảm chi phí được rất là nhiều so với những cặp đập hộp. Đấy. Một video ngắn ngày đầu xuân thì Eldo hiện tại có số lượng là 3 cặp mã đời bát 30 SRX712M. Còn những mã khác bát 30 dòng từ neo thì Eldo cũng có. Nhưng ở video này là một video nói về những cái chất lượng, những cái sản phẩm, những cái hàng cập bến bổ sung thêm bên tỷ Eldo, đó là mã 712M. Còn mọi nhu cầu về mua sắm, những các bác thích những mã gì, chúng ta sơ bộ ở bên tỷ Eldo rất là nhiều. Chúng ta xin hãy liên hệ với tỷ Eldo nhé. Và video đầu xuân ở tỷ Eldo chúc tất cả các bác trên toàn quốc một cái xuân năm mới 2024 phát tài, phát lộc, thành công, đại thành công trên mọi lĩnh vực. Và một video ngắn thì Eldo xin được dừng clip tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị anh chị em yêu âm thanh trên toàn quốc một video tiếp theo trong những ngày tới, những sản phẩm cao cấp được cập bến với tỷ Eldo. Và bây giờ thì Eldo xin kính chào.